Review cho quý vị một ngôi nhà 60m² đường to ngõ rộng ô tô 7 chỗ vào nhà. Cụm dự án này có 5 căn mặt ngoài thì đã bán 4 căn và chỉ còn duy nhất một căn Ngọc Ánh đang quay cho quý vị. Với căn nhà này diện tích 56m² trên sổ đỏ thiết kế 3,5 tầng rất là hợp lý. Và căn nhà này thì theo đúng như hiện trạng quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, ô tô vào nhà thiết kế hiện đại, công năng sử dụng hợp lý, đường ngõ trước nhà hai xe ô tô tránh, vị trí thuận tiện đi lại. Cụ thể vị trí căn nhà này nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Quốc Oai, quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm theo trục đường Đại lộ Thăng Long, đi lại thuận tiện, diện tích rộng, hẳn cả một cái khu vực để ô tô, gara ô tô riêng. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà ra sao, thoáng trước, thoáng sau. Với cái phần phòng khách được thiết kế riêng biệt một phần phòng khách, cửa kính ngăn cách giữa phần để ô tô và phần phòng khách. Căn nhà được hoàn thiện xong hết chỉn chu đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với căn nhà này quý vị có thể trả trước khoảng tầm 1 tỷ đến 1 tỷ 3, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng thời gian tối đa là 30 năm, tối thiểu 35 với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Không gian phòng khách được hoàn thiện xong hết chỉn chu, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ngôi nhà này cũng được hoàn thiện chỉn chu về phần tất cả về mọi mặt, cho nên chỉ việc sáng mua chiều về ở, sổ sách pháp lý đàng hoàng đầy đủ cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Tất nhiên là lúc nào sổ sách giấy tờ cũng phải chuẩn chỉnh thì bên ngân hàng mới hỗ trợ cho quý vị vay, đúng không ạ? Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với phần phòng bếp thiết kế chỉn chu đầy đủ hết, không gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý, tủ bếp thiết kế là tủ chữ L và toàn bộ với cái chất liệu của tủ bếp thiết kế gỗ MDF chống cong vênh, chậu rửa, vòi rửa toàn bộ phun chất liệu inox 304. Đây quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Đây là phần để tủ lạnh. Căn nhà này thoáng trước, thoáng sau. Về mặt đằng sau đây thưa quý vị, còn một ô thoáng khoảng không. Đây là phần thoáng. Đứng từ phía không gian phòng bếp mà nhìn ra tới phòng khách, ra gara ô tô cực kỳ là thoáng. Xung quanh vị trí ngôi nhà đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại chỉ phạm vi bán kính tầm 800m, thoải mái. Chợ dân sinh cách nhà 200m đi bộ, rất là ok đúng không ạ? Nói chung nhà có sao em quay review chuẩn chỉnh cho quý vị là như vậy, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Về những căn nhà Ngọc Ánh quay review, thứ nhất là về pháp lý, thứ hai về căn nhà có sao thì cũng nói cho quý vị như vậy thôi. Ngăn cách giữa phần cầu thang phòng khách thì chủ nhà lắp cho quý vị một kệ CNC. Rồi toàn bộ hệ thống tay vịn cổ trụ cầu thang từ tầng 1 thiết kế lên trên các tầng phía trên là ở đây là toàn bộ là gỗ. Rồi mặt bậc của bậc thì ốp đá đen cổ trắng. Như vậy, một căn nhà diện tích 56m² thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Hướng nhà ở đây là hướng Tây Nam, rất là hợp lý. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Chủ nhà thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây. Ở dưới tầng 1 là có khoảng lưu không cho nên tất cả những cái phần cửa sổ này là đều thoáng vĩnh viễn. Mọi người hoàn toàn yên tâm rằng là không sợ nhà đằng sau xây lên thì nó bí đâu. Bởi vì là ở đằng sau nó có khoảng không ở phía dưới tầng 1 lưu không rồi. Rồi là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60. Cửa thông phòng thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Còn duy nhất một căn hành lang đi vào hai phòng rất là thoáng. Đây, phòng ngủ phía bên ngoài. Đặc biệt, phần đặc biệt nhất của ngôi nhà là đây thưa quý vị. Ban công siêu rộng, siêu thoáng ở phần tầng 2. Đấy, quý vị nào mà có thích chiêu chiêu thì ở cái phần khoảng không này rất là ok, rất là đẹp. Đấy. Từ vị trí ngôi nhà này, xung quanh, thứ nhất là gần chợ, gần trạm y tế, gần trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 nha quý vị. Gần như là ngay cạnh nhà, cách nhà có khoảng tầm 200 mét thôi, rất là đầy đủ. Hẳn là một cái sân ban công siêu rộng, siêu thoáng như thế này. Hiếm nhà nào có đúng không ạ?
Đây là phần tầng 2. Hai phòng ngủ trước và sau. Ban công thì đây, có cửa riêng tách biệt. Đây. Và mời người theo em lên tiếp theo tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2. Cũng cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ thoáng trước và thoáng sau. Căn nhà này là vừa mới hoàn thiện xong. Thực tế luôn là những căn trước mua ấy là còn chưa hoàn thiện xong. Còn duy nhất một căn nhà này là dọn dẹp vệ sinh công nghiệp xong một cái thì em mới quay lên cho quý vị được. Bởi vì trong cái quá trình hoàn thiện nó rất là ồn, không quay được mà nó cũng còn tương đối là ngổn ngang mọi người ạ. Đó. Phần phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Này, công năng sử dụng hợp lý. Bồn cầu này, rồi là quạt hút mùi được thiết kế đầy đủ. Hệ thống sen tắm, lavabo, tất cả các cửa nhà vệ sinh thiết kế là của nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Phòng ngủ ở phía bên trong tầng 3. Lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng riêng rồi quý vị nhé. Đó, 4 phòng riêng. Đây là ở phần tầng 3. Tất cả các cửa thông phòng tầng 2, tầng 3 đều thiết kế là cửa gỗ rồi tay vịn cầu thang như em đã chia sẻ. Mời người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và ngoài anh đang đứng ở trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà, với trên cái tầng này thì quý vị nào mà yêu thích trồng hoa, trồng lan thì quý vị đừng bỏ lỡ bởi vì hai khoảng sân trước và sau vô cùng là thoáng. Và quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh. Dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện xung quanh rất là nhiều nhà. Nó không phải nằm ở nơi heo hút hẻo lánh đâu mọi người ạ. Nghe cái vị trí thì cứ nghĩ là xa nhưng thực tế đến thì nó không xa mà nó lại rất là gần. Quan trọng là tầm tài chính, quan trọng là vị trí đi lại thuận tiện cho quý vị, phù hợp cho quý vị đi làm ở đâu, như thế nào. Rồi là con cái học hành nó có tiện ích hay không. Rồi là cái tầm tài chính, cái giá bán mình có đủ tài chính để mua nó hoặc là về xem cái công năng sử dụng nó có hài hòa, mình có yêu thích hay không. Vậy thì quý vị còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như là đi xem nhà thực tế, chọn lựa cho quý vị khách hàng một ngôi nhà mơ ước. Hai số điện thoại ở phía trên màn hình, chỉ duy nhất hai số này của bên Nhà Tốt thôi. 0983 013 403 hoặc 0988 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.